Đoàn 19, Sư đoàn 968 và cử tri xã Trung Nam. Trung ý kiến nghị về phát triển rừng tràm gây ảnh hưởng sinh thái và nguồn nước. Cử tri Trung đoàn 19 phản ánh rừng đầu nguồn ở một số nơi chủ yếu trồng tràm, dẫn đến mất cân bằng sinh thái, mạch nước ngầm ngày càng hạ thấp. Còn người dân Trung Nam cho rằng những năm gần đây, lũ lụt sạt lở nhiều là do con người tàn phá thiên nhiên. Đề nghị tỉnh có chủ trương khôi phục cây gỗ truyền thống để giữ môi trường, hạn chế trồng tràm vì chỉ có lợi ích trước mắt mà không có tác dụng chống bào mòn. The Development, Agricultural and the Rural Development of Quản trị Baudouin has released a report explaining voter opinion and the particular voter agreement. A vote of Trung Nam Common jointly proposed the development and the portal affecting the ecology and water resource. Both the 90 regiment reflect and the watershed forest in some place and the mainly blend with the mainland Leuka. Leader of the ecological imbalance. Lower level. Trong ngành công nghiệp, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để quản lý, bảo vệ tốt rừng lên diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng tăng. Tỷ lệ che phủ rừng tăng dần qua các năm, cụ thể là khi tái lập vào năm 1989. Diện tích đất của rừng quản trị là gần 100.000 ha, độ che phủ khoảng 20%. Hiện nay, diện tích đất của rừng tăng lên 250.000 ha. Rừng tự nhiên và rừng trồng chiếm tỷ lệ gần 50-50. Với rừng sản xuất, cây keo được xác định là cây trồng lâm nghiệp chính, mang lại giá trị kinh tế cho người dân. Trả lời cử tri, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng phản ánh rừng đầu nguồn ở một số nơi chủ yếu trồng tràm, dẫn đến mất cân bằng sinh thái, mạch nước ngầm ngày càng hạ thấp, là chưa có báo cáo đánh giá khoa học cụ thể. Trên quan điểm, ông Phạm Xuân Đình, Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ cho rằng, chưa có báo cáo khoa học về việc trồng rừng làm cho suy giảm nguồn nước. Tuy nhiên, qua thực tiễn trồng rừng,